Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và dự trữ đạn dược, trong khi viện trợ quân sự của Mỹ đã bị trì hoãn trong nhiều tháng. Trước tình hình này, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky dự kiến có mặt tại hai quốc gia châu Âu trong ngày 16 tháng 2 theo giờ địa phương. Trong bối cảnh thành trì Avdiivka có nguy cơ rơi vào tay Nga, mục đích của chuyến đi đang thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky dự kiến có mặt tại hai quốc gia châu Âu trong ngày 16 tháng 2. Theo Reuters, chuyến công du của Tổng thống Ukraine nhằm cố gắng thúc đẩy hỗ trợ quân sự quan trọng và ký kết các cam kết an ninh song phương. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev đang cố gắng ngăn chặn lực lượng Nga tiến gần thị trấn Avdiivka ở phía đông Ukraine. Hiện tại, Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và dự trữ đạn dược, trong khi viện trợ quân sự của Mỹ đã bị trì hoãn trong nhiều tháng. Chuyến đi hôm 16 tháng 2 của ông Zelensky cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông thay thế tư lệnh quân đội nổi tiếng của mình và cải tổ bộ chỉ huy quân sự, điều mà ông cho là cần thiết để đối mặt với những thách thức đang thay đổi trên mặt trận. Đức và Pháp dường như đã sẵn sàng trở thành đồng minh thứ hai và thứ ba của Ukraine ký các thỏa thuận an ninh song phương nhằm thiết lập các điều khoản để tiếp tục hỗ trợ cho đến khi Ukraine đạt được mục tiêu gia nhập NATO. Thông tin chi tiết về các thỏa thuận sẽ được ký với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn chưa được biết. Song, Kiev cho biết họ muốn sử dụng thỏa thuận đầu tiên được ký với Anh vào tháng 1 làm khuôn khổ. Trước đó, London cho biết thỏa thuận này đã chính thức hóa một loạt hỗ trợ mà nước này đã và sẽ tiếp tục cung cấp cho an ninh của Ukraine. Phía Anh cũng đưa ra cam kết tổ chức tham vấn với Kiev trong vòng 24 giờ trong trường hợp Ukraine phải đối mặt với một cuộc tấn công vũ trang của Nga trong tương lai, đồng thời cung cấp hỗ trợ an ninh nhanh chóng và bền vững. Các quan chức Pháp đưa ra rất ít thông tin chi tiết về thỏa thuận song phương giữa Paris và Kiev trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại cung điện Élysée ở Paris vào tối 16 tháng 2. Họ cho biết thỏa thuận này bao gồm các yếu tố kinh tế và tài chính, chứ không chỉ giới hạn ở các yếu tố quân sự và theo một quan chức Pháp sẽ là sự hỗ trợ lâu dài. Một số con số cụ thể sẽ được đưa ra trong thỏa thuận. Trong khi đó, Đức đang thúc ép cả các đối tác châu Âu và Mỹ phải có những cam kết chặt chẽ hơn về cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Đức đã tới Washington gần đây với mục đích trên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, nước ông dự kiến chi 3,5 tỷ euro trong nguồn cung cấp đạn dược trong năm nay và mức cung cấp sẽ gấp 3-4 lần năm 2023. Ông Zelensky cũng dự kiến phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 17 tháng 2. Một số cuộc gặp song phương bên lề đã được lên kế hoạch, bao gồm với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat cho biết các quan chức Nga đang có chút lo ngại trước bức ảnh công khai đầu tiên về máy bay chiến đấu F-16 có phù hiệu của Ukraine. Ukraine dự kiến nhận hàng chục máy bay do Mỹ sản xuất trong thời gian tới từ các đồng minh phương Tây, bao gồm Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ và Na Uy. Các chương trình đào tạo nhằm giúp phi công Ukraine vận hành các máy bay hiện đại cũng đã diễn ra ở Anh, Mỹ, Romania và Đan Mạch. Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, phi công Ukraine biệt danh Phantom đã ca ngợi chiếc F-16 khi tham gia khóa huấn luyện. Phi công này cho hay rất ấn tượng với máy bay chiến đấu này. Bài phỏng vấn cũng chia sẻ bức ảnh chụp phi công Phantom đứng trước một chiếc F-16 có phù hiệu của lực lượng Ukraine trên thân. Mặt của phi công cũng được che đi. Theo tạp chí Newsweek hôm 13 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng bác bỏ nhận định cho rằng F-16 có thể lật ngược tình thế cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Inat cho biết Nga vẫn xem F-16 là mục tiêu hấp dẫn, đồng thời nói thêm rằng quân đội Kiev đang làm mọi thứ để cơ sở hạ tầng được sẵn sàng và phù hợp với F-16. Trong cuộc phỏng vấn, phi công Phantom tiết lộ công tác chuẩn bị cho những chiếc F-16 sẵn sàng chiến đấu đang diễn ra hoàn toàn theo kế hoạch. Theo người này, không chỉ các phi công được đào tạo mà còn có các nhân viên mặt đất và thợ máy bảo trì máy bay. Phi công này nhận xét, các phi công Ukraine rất ấn tượng, chiếc máy bay này đơn giản là vượt quá sự mong đợi của họ. Ngay cả với lượng thông tin họ nhận được trong quá trình huấn luyện, họ đã nhìn thấy triển vọng và tiềm năng to lớn về cách chiếc máy bay này sẽ giúp lực lượng không quân Ukraine tăng cường khả năng chiến đấu trên không. Trong diễn biến khác liên quan, theo báo Ivestia Nga hôm 12 tháng 2, các nhà chức trách Nga đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của một số máy bay, trong đó có một số chiếc đã rơi vào tay lực lượng Ukraine. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đang xem xét các cáo buộc rằng cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviatsiya đã đưa các máy bay dân dụng và trực thăng của Nga tới nhiều quốc gia, bao gồm các quốc gia không thân thiện.
Theo Investia, FSB đã mở hai vụ án hình sự gồm các cáo buộc sơ suất và lạm dụng quyền lực nhằm vào một số nhân viên của Rosaviacia. Các nhân viên này bị nghi đã di rời trái phép 59 máy bay và trực thăng khỏi khu vực tài phán của Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine gần 2 năm trước. Hai nguồn tin thực thi pháp luật ẩn danh của Nga và một nguồn tin giấu tên thuộc Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết một số máy bay mất tích đã được Ukraine sử dụng trong các hoạt động quân sự chống lại Nga. Theo Investia, Ukraine đã sử dụng một số trực thăng Mi-8 cũng như máy bay vận tải chiến lược đa năng IL-76 để chống lại lực lượng Nga ở Ukraine. Theo Reuters, ngày 13 tháng 2, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Khám nghiệm Pháp y Kiev, Ukraine, Oleksandr Ruvin cho biết trên kênh Telegram của mình rằng cơ quan này đã hoàn thành phân tích sơ bộ các mảnh tên lửa từ cuộc tấn công của Nga vào ngày 7 tháng 2. Ông Ruvin nói, chúng tôi thấy những yếu tố đặc trưng của tên lửa 3M22 Zircon, các bộ phận, mảnh vỡ của động cơ và cơ cấu lái đều có dấu hiệu cụ thể. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về tuyên bố trên. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Nga triển khai Zircon trong xung đột gần 2 năm với Ukraine. Nga khẳng định Zircon có tầm bắn 1.000 km và di chuyển với tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Theo giới phân tích quân sự, điều này đồng nghĩa các lực lượng phòng không gặp thách thức lớn hơn khi thời gian phản ứng của họ bị giảm đáng kể. Nga tuyên bố hoàn thành thử nghiệm Zircon vào tháng 6 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Zircon là một phần của thế hệ vũ khí vô song mới. Nếu được xác nhận sử dụng ở Ukraine, Zircon có thể tạo ra thách thức mới cho hệ thống phòng không của quốc gia này, trong bối cảnh viện trợ phương Tây dành cho Kiev có nguy cơ bị gián đoạn. Cơ quan tình báo Na Uy ngày 12 tháng 2 khẳng định Nga đang giành được lợi thế trong xung đột với Ukraine. Trình bày báo cáo rủi ro hàng năm cùng các cơ quan an ninh khác của Na Uy, người đứng đầu đơn vị tình báo quân sự News Andris Stentonet nhấn mạnh Kiev cần nguồn viện trợ quân sự dồi dào từ phương Tây để đảo ngược tình thế. Ông Stentonet khẳng định với các phóng viên rằng Nga hiện ở thế mạnh hơn so với năm ngoái và đang trên đà giành lợi thế. Ông cho biết thêm, Nga có thể huy động quân số gấp 3 lần so với Ukraine, rằng Moscow đang giải quyết các biện pháp trừng phạt tốt hơn dự kiến và ngành công nghiệp của họ hiện có thể sản xuất đủ đạn dược, phương tiện chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa để quân đội của họ duy trì khả năng chiến đấu cả năm. Thống đốc vùng Kursk Roman Starovoy hôm 15 tháng 2 xác nhận lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu mỏ ở khu vực biên giới Kursk, Nga bằng máy bay không người lái. Quan chức này cho biết, cuộc tấn công diễn ra ở ngoại ô thành phố thuộc tỉnh cùng tên Kursk, cách thủ đô Moscow khoảng 450 km về phía nam. Theo báo cáo sơ bộ, thì không có thương vong và các cơ quan thực thi pháp luật cũng như lực lượng đặc nhiệm đang làm việc tại hiện trường. Một số kênh Telegram đăng video về vụ tấn công cho thấy một đám cháy lớn tại hiện trường. Kênh Baza cho hay thùng nhiên liệu nặng 100 tấn đã bốc cháy và lực lượng cứu hỏa nỗ lực kiểm soát ngọn lửa. Theo đài RT, vụ tấn công ở Kursk là vụ việc mới nhất trong một loạt nỗ lực tấn công của Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Nga kể từ sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tháng trước, một máy bay không người lái tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Zaroslav của Nga. Đầu tháng 1, một nhà máy xử lý khí đốt tự nhiên Novatek có trụ sở tại cảng Ostluga thuộc vùng Leningrad, Nga, cách biên giới Ukraine gần 1.000 km, đã bốc cháy do tác động từ bên ngoài. Các khu vực biên giới của Nga thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng pháo binh, tên lửa và máy bay không người lái từ Ukraine, gây ra nhiều thương vong và thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. Trong diễn biến liên quan, Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga sau khi tình báo quân sự của nước này thông báo đánh chìm tàu đổ bộ Cesar Kunikov của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngoài khơi bờ biển Crimea hôm 14 tháng 2. Lực lượng vũ trang Ukraine nói với đài CNN, Ukraine đã vô hiệu hóa 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga trong cuộc tấn công quy mô lớn. Tuần trước, Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của Nga, bao gồm 24 tàu và một tàu ngầm. Theo thống kê của Ukraine, tàu đổ bộ Cesar Kunikov là chiếc thứ 25 bị hư hại. Khi được hỏi về vụ việc trong cuộc họp báo ở Bruxelles, Bỉ hôm 14 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định Ukraine có thể gây tổn thất nặng nề cho hạm đội Biển Đen của Nga và cho rằng đây là một thành tựu to lớn của Ukraine. Người đứng đầu NATO cũng lưu ý việc lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi hạm đội Biển Đen đã mở ra hành lang cho phép xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng khác ra thị trường thế giới.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.